nóng. Cái đấy đẹp rồi. Chữ đấy là chữ gì? Nói cho mẹ nghe. Bờ yên. Bờ. Hay ở đâu? Chữ đấy được rồi, con biết đi. Bố. Nào, không phải hóng hớt, ngồi viết một dòng nữa cho mẹ như nên. Không mỏng quá à. Thấy dạ. Chậm quá. Không mỏng quá, hổ quá à. Nào, anh ba viết đi cho mẹ nào. Rồi con viết có tiến bộ đấy, đây con nhận nha, con viết đi, viết cho đẹp nha. Rồi viết đi nào. Cười lên. Con tên là gì nói nghe nào. Ân. Cái gì nhân? Ân u.